Là một ngày mới bắt đầu, hôm nay có chút đặc biệt vì ở Việt Nam giờ này là 30 Tết. Nhưng chợt nhớ ra thì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, vì mình là du học sinh mà. Thay vì bắt đầu một ngày bằng những công việc mà ai cũng hào hứng vào ngày Tết, thì mình bắt đầu bằng những tin nhắn gửi từ nửa vòng trái đất của mẹ, nghe mẹ kể việc mua sắm Tết ra sao, chuẩn bị bánh mứt như thế nào. Những lời nhắn gửi của mẹ đôi lúc cũng khiến mình chạnh lòng. Hôm nay mình lại phải nói dối mẹ nữa rồi. Thế rồi cảm giác đó nhanh chóng bị xua tan bởi những lớp học online, những bữa ăn vội vàng cho kịp giờ làm sau buổi học. Với mình, những chuyến tàu, những nhà ga đã dần trở nên thân thuộc và gần gũi. Đã 4 năm kể từ ngày mình cảm thấy hứng thú và tò mò với những chuyến tàu chạy suốt thành phố, thì giờ đây, cái không khí tấp nập của những ngày cận Tết ở Việt Nam là chính là điều là mình bồi hồi mong nhớ. Thời gian đối với một du học sinh là một điều gì đó rất quý giá, và vì thế, những chuyến tàu chính là nơi mình dành rất nhiều thời gian để ôn lại bài hay làm đồ án. Nếu các bạn hỏi, đi du học có nhớ nhà, có buồn hay không, thì câu trả lời của mình sẽ là có. Mình nhớ nhà chứ. Nhưng buồn thì mình sẽ không cảm thấy buồn đâu. Bốn năm liền ăn Tết xa nhà đã giúp mình dần quen hơn với không khí và nhịp sống nơi đây. Bên cạnh mình còn có những người bạn, những người đồng nghiệp và cả những người anh em. Bố mẹ vẫn luôn dạy mình rằng nói dối là việc làm không tốt. Càng trưởng thành hơn, mình càng nhận ra rằng đôi khi những lời nói dối lại là những lời an ủi tốt nhất để gia đình an tâm về mình. Những bữa ăn vội dần trở thành một thói quen hàng ngày của mình. Nhịp sống hối hả cũng làm mình có ít thời gian để gọi điện về cho gia đình. Và chính những khoảnh khắc ngắn ngủi được trò chuyện cùng với bố mẹ là nguồn động lực giúp cho mình có thể vượt qua được những khó khăn và cô đơn. Sau tất cả thì gia đình chính là điều quý giá nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ngày Tết của mình là thế. Bắt đầu vào lúc sáng sớm và kết thúc vào lúc tối muộn. Cuộc sống của du học sinh mà, dù không là màu hồng, nhưng chúng mình luôn tìm ra con đường để phát triển và trưởng thành. Có khó khăn vất vả, có cô đơn tủi thân, nhưng chúng mình vẫn luôn vui vẻ và đón nhận những thử thách một cách tích cực nhất. Một năm nữa lại trôi qua. 4 năm là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để làm mình nhớ dư vị ngày Tết cùng gia đình. Dù làm gì hay ở đâu, gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất, và hình ảnh gia đình quây quần cùng nhau mỗi ngày Tết về vẫn còn mãi ở trong tim mình. Lại một năm nữa con xa nhà, con mong ông bà luôn khỏe mạnh, mong ba mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong cho gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười và bình an. Ba mẹ đừng lo cho con nhiều nhé, con trai của ba mẹ đã chín chắn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ rất nhiều rồi. Con sẽ về vào một ngày khi ước mơ của con đã thành. Em về Tết năm nay, dọc đường đầy gió bay, lau nhẹ đôi mắt khẩy. Ra đi là để trở về, dù bằng mọi giá nào, đi là để trở về.